Hôm đấy là lần đầu tiên đấy, tức là em được có cơ hội gần gũi với em đấy. Nó có một chút riêng tư đấy. Cả hai cũng rượu chè một chút vào rồi, trong người cũng có một tí cồn rồi. Mình tự tin hơn, đưa vợ mình ra khách sạn. Cô ấy có chịu không? Dụ một lúc là cũng chịu thôi. Một lúc gì hẳn hơn 2 tiếng thì chịu. Ừ, bực mình chịu cho rồi. Ông cuối cùng một mạch là đến gần sáng rồi. Sáng rồi, vợ không cho ngủ. Không cho ngủ luôn, gần sáng luôn. Không cho ngủ luôn. Xin chào hai em. Dạ, em chào anh chị ạ. Chắc có lẽ là hai em ở Hà Nội mới vào đúng không? Dạ đúng rồi, em ngoài Bắc. Vợ chồng em vào đây được 2 ngày ạ. Đi một quãng đường xa như vậy rồi tham gia chương trình Vợ Chồng Son nữa thì những người làm chương trình như tụi anh rất cảm thấy là hạnh phúc và cảm ơn vợ chồng em. Dạ vâng, vâng, vâng. Mà tụi em tụi ở nơi nào? Vợ chồng em ở Tuyên Quang ạ. À, trời ơi, ở Túc Tuyên Quang lận á hả? Bây giờ mời hai em giới thiệu về mình. Em chào anh Quốc Thuận, chào chị Hồng Vân, chào tất cả các quý vị khán giả. Em là Lê Quang Hải, em đến từ Tuyên Quang. Năm nay em 31 tuổi, đang kinh doanh một sạp điện thoại nhỏ nhỏ thôi. Còn em? Lời đầu tiên thì cho em xin phép gửi lời chào đến anh Quốc Thuận ạ, đến chị Hồng Vân và toàn thể khán giả đang theo dõi chương trình Vợ Chồng Son ạ. Em tên là Nguyễn Huyền Trang, năm nay em 20 tuổi ạ và đến từ Tuyên Quang ạ. Trời, có 20 thôi hả? 31. Gần một giáp đúng không? Gần một tuổi nữa là con giáp rồi đó. Lần đầu tiên em gặp cô gái này như thế nào? Lần đầu tiên em gặp vợ em thì ấn tượng đầu tiên là vợ em có cái răng khểnh rất là duyên. Lần đầu tiên là em đang làm ở cái cửa hàng mà gần như là đối diện, mà lúc đó anh ấy đang chuẩn bị mở ấy. Rồi bằng cách nào mà hai bạn lại quen nhau? Thì em có kinh doanh thêm cái mảng là em in hình miếng dán điện thoại ấy. Hôm đấy là em cũng có chủ động là mình vào các cái Facebook của vợ em comment dạo thôi. Xong rồi vợ em thì bắt đầu in bảo là anh ơi inbox em nhờ chút. Là vợ em có đặt của em một cái miếng dán in hình. Dần dần là cứ đưa đẩy câu chuyện, mà hôm đấy nói chung là nói chuyện cũng lâu lắm. Tiếng không? Bắt đầu từ lúc 2 giờ đến khuya luôn ấy. Thiếp nói cái gì? Nói kinh hoàng thế. Nói rất là nhiều đề tài trên trời dưới biển. Đấy là lần đầu tiên ấy mà cảm giác nói chuyện với nhau như kiểu là từ lâu lắm rồi ấy ạ. Lần đầu tiên nói chuyện mà cảm giác là hai đứa rất là hợp nhau ấy. Ôi, mà nói kiểu đó chắc nghi chắc đọc chết. Chuyện cho nghe quá, đọc chuyện 1001 đêm đó, đúng không? Đó. Rồi kể từ đó là đến khi mà các em quen nhau á là bao lâu? Đến ngày thứ hai bắt đầu nói chuyện là anh ấy đã bắt đầu đưa đón em rồi. Tức là hai người đi hai xe riêng ấy. Cứ như vậy thì khoảng một tháng sau thì chính thức là tỏ tình với em ạ. Anh tỏ tình kiểu gì? Lãng mạn không? Hay là đặt thẳng vấn đề? Đánh nhanh đánh gọn? Cũng khá là lãng mạn ạ. Này còn nhắn tin cho em là đi ra cái chỗ quảng trường đi, anh muốn gặp em một lát. Đi đến thì anh ấy ôm một bó hoa hồng rất là lớn và một hộp quà. Đó anh ấy có nói là anh yêu em, làm bạn gái anh nhé. Đó thì em vẫn chưa đồng ý ạ. Nhưng mà lúc ấy cảm giác em sao, em có bị hụt hẫng không? Có hơi hụt hẫng một chút. Nhưng mà thực ra là mình cũng đã lắm được một phần nào đó tình cảm của đối phương dành cho mình rồi. Bưng cả một bó hoa, một quà to như thế mà nó không đồng ý mình thì có mơ. Lúc mà em biết tuổi chồng em lớn hơn em vậy thì em nghĩ sao? Nói chung là cũng phải suy nghĩ rất là nhiều đấy ạ. Khi mà đã quyết định mà yêu anh này thì em phải suy nghĩ lâu. Tại vì là đã quyết định yêu thì mình phải gọi là cưới. Tại vì anh ấy cũng khá là nhiều tuổi rồi. Không muốn làm anh ấy mất thời gian dành cho mình. Hỏi ý kiến rất là nhiều người, từ bố mẹ, người thân, bạn bè này. Cô dì, chú bác của em thì đều biết hết anh ý. Vì là cũng gần tuổi ấy ạ. Quen đến lúc cưới là vợ chồng em được 10 tháng. Khi bắt đầu tìm hiểu cô bé này thì em cũng phải hỏi qua mọi người ở nhà để xem là gia đình cô bé này thế nào, tính cách như thế nào. Thì em mới quyết định là đầu tư thời gian rồi. Thời gian ông ngắn quá, ông đầu tư gì ông ơi. Trong gần 10 tháng đó, cổ giận em bao nhiêu lần em còn nhớ không? Giận đúng một lần thôi. Hôm đấy em cũng không hiểu em đang kể chuyện gì nhé. Thì không, tự nhiên cô ấy bảo là phải kể luôn. Em bảo là gặp em mới kể. Cô ấy giận luôn. Bảo là anh đang có chuyện này hay lắm, muốn kể với em. Để bao giờ em đi làm về thì gặp em thì anh sẽ kể với em sau. Thì lúc đó em rất là tò mò nữa. Mò mình muốn biết luôn. Bảo anh nói một xíu thôi, nói chủ đề thôi. Để cho em đỡ tò mò đi, anh ấy cũng không nói. Thế là đến lúc anh ấy mới đưa em về thì em lên nhà em giận. Anh ấy bảo chứ, thế bây giờ em xuống cổng đi, anh kể cho.
em giận không xuống. Nếu như mà em mà không xuống ấy, anh sẽ ở đây đợi khi nào em xuống thôi, đến sáng thì thôi. Được khoảng 2-30 phút sau thì em lại thấy anh ấy nổ xe, anh ấy đi về. Chó sủa rất là nhiều. Về thì anh ấy nhắn tin cho em thì em mới hỏi là tại sao anh lại lừa dối em. Anh bảo em là anh đứng ở đấy anh đợi em cơ mà, đợi đến sáng cơ mà. Anh bảo thì lúc đấy điện thoại anh nó hết pin rồi ấy. Anh có đứng ở đấy thì em có biết đâu. Thì anh phải chạy về nhà sạc điện thoại. Từ trong cái khoảng thời gian mà các bạn quen nhau cho đến cưới đó, hai bạn có hay đi chơi xa không? Có, hôm đấy là đi ăn cưới. Ăn cưới một người bạn ở cách nhà khoảng độ hơn 50 cây đấy. Hôm đấy phải vào lấy hết can đảm và xin phép để cho đi qua đêm ấy. Xin bố mẹ của bạn gái. Đúng rồi, phải đến xin phép ạ. Đêm đó là ngủ ở tại đám cưới. Để cho người ta từ từ ta kể cái gì. Tức là xin thì tức là bảo là đi thì em sẽ ngủ với bạn em. Lúc đó là đi đông lắm chứ không phải là nguyên hai vợ chồng, nhưng mà vẫn đánh lẻ được. Bán lẻ đi đâu? Kể xem. Hôm đấy là lần đầu tiên ạ. Tức là em được có cơ hội gần gũi vợ em đấy. Nó có một chút riêng tư đấy. Cả hai cũng rượu chè một chút vào rồi, trong người cũng có một tí cồn rồi. Mình tự tin hơn, đưa vợ mình ra khách sạn. Cô ấy có chịu không? Không, dụ một lúc là cũng chịu thôi. Một lúc gì hẳn hơn 2 tiếng mới chịu. Ừ, bực mình chịu cho rồi. Không, cuối cùng một mạch là đến gần sáng luôn. Sáng luôn? Vợ không cho ngủ. Không cho ngủ luôn, gần sáng luôn. Không cho ngủ luôn. Lúc đó em mới sợ không em? Đấy thì cũng không ạ. Tại vì có ăn dặm ngõ rồi, cũng có các thủ tục rồi ạ. Cũng coi như là vợ rồi, cũng coi như là vợ rồi. Thì là lúc đó mình cũng không sợ lắm. Rồi sau đó bao lâu thì tụi em mới cưới? Từ lúc mà bọn em bắt đầu chính thức là yêu ấy, khoảng một tuần sau là dặm ngõ, 3 tháng sau là ăn hỏi, 3 tháng sau là cưới ạ. Em có em bé chưa ta? Chưa hả? Dạ. Vợ chồng em lúc mà cưới được 6 tháng ấy ạ, cũng rất là mong có em bé rồi. Không may lại là trưởng ngoài ạ. Có thai ngoài đúng không? Có thai ngoài. Đến hôm đấy thì cũng không biết là mình có. Tự dưng lại thấy rất là đau bụng. Lúc đó lại còn ở nhà một mình nữa. Không cầm điện thoại ở trên tay mà chỉ cần bước đi thôi là nó rất là đau. Được khoảng 15 phút sau thì chồng em về ạ. Chồng em mới gọi mẹ chồng em về ạ. Hỏi xem đưa em đi khám thì mới biết là bị trưởng ngoài. Mà lại phải phá bỏ đi thì nó rất là đau lòng. Chị biết cái cảm giác đó là tại vì trước bé Bí Ngô là chị thai ngoài luôn. Đó, cho nên rằng cứ yên tâm. Cái vụ mà thai ngoài là mấy tháng? Được 6 tháng rồi ạ. Khoan vội, tại vì là em phải để cho nó dưỡng cái vòi á. Cái vòi của mình á, nó phải lành hẳn luôn. Nó khỏe hẳn luôn. Đó, rồi mình thì mình hãy có chứ đừng có gấp quá. Đúng, một lần bác sĩ nữa cũng có dặn là đó, ít nhất là phải 6 tháng sau. Rồi bây giờ chúng ta quay trở lại với cái phần mà hấp dẫn nhất của chương trình. Đó chính là đại hội vạch mặt nha. Đó. Thôi giờ anh ưu tiên cho em trước đó. Trong một năm qua anh ấy có tật xấu gì? Tật xấu gì? Rất là nhiều tật xấu luôn ý ạ. Đầu tiên là về ngoại hình đi. Chồng em trước lúc cưới thì cũng rất gì và này nọ đấy ạ. Rất là chỉnh chu. Sau khi cưới xong ấy thì anh ấy bắt đầu lộ ra cái vẻ mặt thật của mình ạ. Đặc biệt là vấn đề là râu ấy ạ. Rất là lười cạo, em không biết tại sao mà anh ấy lại lười cạo đến thế. Dài mà còn hơn cả bố vợ luôn ấy ạ. Ôi, vậy luôn hả? Sao cái mặt không? Này có râu là không có đẹp nè. Em cũng hay trêu vợ em rồi mà. Mặt anh đẹp trai này mà cạo râu đi bóng bẩy quá ra đường cái nó bắt mất thì sao? Rồi, còn tật xấu gì nữa nè? Rất là lôi thôi ạ. Và rất là bẩn nữa. Quần áo này nọ của anh ấy thì toàn vứt lung tung thôi ạ. Tất ý ạ, anh ấy rất là mê đá bóng, hay để giày trong phòng ấy. Thế em mỗi lần bước vào phòng thì mình ngửi thấy cái mùi rất là khó chịu. Và nữa là anh ấy còn lười giặt giày nữa. Trời ơi. Còn gì nữa không nào? Còn rất là nhiều đấy ạ. Trước khi cưới thì cũng rất là lãng mạn. Đến ngày sinh nhật này, đến mùng 8 tháng 3, 20 tháng 10 này, cũng tặng quà rất là đầy đủ. Đến lúc cưới về em mới biết là quà đấy toàn là chị dâu em mua hộ. Mà còn chưa trả tiền luôn ý ạ. Trời ơi trời. Cũng rất là ham chơi. Chồng em thì nghiện game. Cũng suýt nữa là theo con đường game thủ đấy ạ. Trời. Rồi bây giờ tới em đó. Cô ấy có tật xấu gì không? Vợ em có tật xấu như là ngủ lướng này. Còn cái nữa là vợ em cũng đam mê buôn bán quá. Nhưng mà chưa đủ cái chín chắn để nghĩ hết ấy. Mình dùng nhưng mà cảm thấy mọi người thích là mình lại mang về mình bán. Chưa bán hết nhưng mình bị tồn đọng ở đấy. Chiến lược kinh doanh chưa có rõ ràng, đấy. Chưa có hoạch định rõ ràng. Thi thoảng mà có mấy đám bạn ấy rủ đi nhậu là vợ em khoái đi lắm.
uống rượu là còn đôi khi còn tay đôi mấy bạn con trai. Wow. Uống rượu luôn á hả? Chứ không phải là bia hả? Rượu thì uống được nhưng mà bia thì đặc biệt là không uống được ạ. Rồi uống có xỉn không? Ừ, xỉn thì về nhà lại vật chồng ra là hành chồng. Hành mấy hiệp? Tùy từng hôm, có đôi hôm, đôi ba hiệp. Đôi ba hiệp, có hôm, đôi ba hiệp. Tức là em bình thường thì rất là hay đi nhậu với tụi bạn ấy. Có hôm thì các bạn về hết rồi, chỉ còn nguyên em với lại hai bạn nữa thôi ạ. Chủ quán thấy mấy đứa say quá mới gọi cho chồng của hai đứa đến đón. Thì chồng em với chồng bạn ý ngồi bên ngoài uống nước chè, đợi ba đứa bên trong uống rượu xong. Ông chồng uống nước chè, đợi mấy bà vợ trong kia uống rượu. Dễ thương quá. Rồi bây giờ em mong muốn Trang thay đổi điều gì? Vợ em như bây giờ là em thấy khá hoàn hảo. Chỉ một cái điều là em muốn vợ em là chín chắn hơn trong cái suy nghĩ, trong cách buôn bán đó, đúng không? Mình buôn bán bỏ đồng tiền ra mình phải chín chắn chút xíu. Thế có muốn nó bỏ cái tật mà uống rượu xong về vật chồng ra không? Không. Tốt. Cái tật thì tốt mà. Tốt. Thôi nhưng mà nè, chừng nào mà đến lúc mà các em chuẩn bị có em bé đó là phải cai rượu nghe. Đúng không? Cái vậy chứ làm sao mà mỗi đêm mỗi uống, lâu lâu thi thoảng thôi. Thế còn em muốn thay, muốn chồng thay đổi gì không? Mong ý thay đổi là để ý đến cái bề ngoài một tí. Hào hoa phong nhã lên ông ơi. Và mong anh ý bớt ham chơi lại một chút xíu ạ. Em rất là yêu thích cái chương trình này ạ. Xem rất là nhiều ở trên YouTube rồi là xem ở trên TV. Thì thấy mọi người cứ nói là ở đây thì cứ cặp nào mà chưa có em bé là sau khi tham gia là sẽ có ngay. Cho nên là rất là mong nhận được lời chúc của anh chị ạ. Anh Quốc Thuận chúc cho hai vợ chồng em luôn luôn thấu hiểu nhau, chia sẻ với nhau trong mọi hoàn cảnh, yêu thương nhau. Và đặc biệt 6 tháng sau hai em sẽ đón nhận một tin vui. Và qua năm sau nữa các em sẽ đón chào không chỉ là một mà hai thành viên đấy, khỏe mạnh, đủ đầy, có trai có gái, hoàn hảo đến với gia đình luôn em. Đó. Quá tuyệt vời. Vợ chồng em xin cảm ơn anh. Thay mặt chương trình, cảm ơn các em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Từ Tuyên Quang vào trong Sài Gòn rất là xa. Xin chào hai em. Dạ, đầu tiên em xin được giới thiệu, em là Lài Chanh Chánh, đến từ Đắk Nông. Công việc của hiện tại của em là sư phụ lậu. Em là người Hoa. Tại vì bên người Hoa em là có rất là nhiều những cái phong tục tập quán riêng của người Hoa á, thì sẽ có một số người là đảm nhận những cái công việc đó, giống như là những cái tục lễ mà mình mai chay cứ hỏi hay là những cái lễ hội của người Hoa đó. Rồi, gọi là để phổ biến những cái tục lễ, đúng không? Những lưu truyền lại của từ ông bà lại. Còn em? Em xin chào mọi người, xin chào MC Hồng Vân và Quốc Thuận. Em tên là Ngô Kim Cúc và năm nay em 23 tuổi, em đến từ Đắk Nông ạ. Em cũng là người Việt gốc Hoa. Cái mối tình của các em nó bắt đầu được như thế nào? 5 năm về trước rồi, là em đi xuống nhà bạn của em chơi, vô tình là gặp được vợ em, cũng là ngày xưa là cái bằng bé Cúc thôi. Dạ, lần đầu tiên gặp Cúc để tóc tomboy á, thấy cũng lạ lạ, cũng ấn tượng. Một thời gian sau, cũng khá lâu á, em vô nhà cô của Cúc chơi, không ngờ được là Cúc lại là cháu của bạn mình. Thấy dễ thương, lúc đó mới lấy số, mới tìm hiểu đồ. Cái lần đầu tiên mà chưa phải là lấy số đó là đã thích rồi gì? Dạ, ý là thấy dễ thương thôi chứ cũng chưa thích. Là nói chung là ấn tượng tốt, đẹp đúng không? Dạ. Cái lần đầu tiên gặp em thấy anh dạy gái. Anh đi xuống nhà bạn chơi. Ở nhà có nhiều người lắm, chắc cũng tầm mười mấy người á. Anh mua nước mía hết cho cả nhà uống luôn. Ta gọi là ga lăng, sao gọi là dạy gái? Vô nhà cô thì gặp thì lúc đầu là anh này cũng chưa có nhớ ra em đâu. Xong rồi lúc đó là tụi em mới chơi với nhau thôi. Là chơi với nhau 5 năm trời. Tới lúc tụi em cưới, một cái là đùng, một cái là cưới thôi chứ không có yêu đương. Rồi trong lúc làm bạn bè có nắm tay nắm chân rồi có này kia nọ không? Dạ không, chỉ có rủ nhau đi nhậu cà phê thôi chứ không có. Tại sao lại cưới như vậy ta? Anh cưới em là tại vì mẹ anh không có cho anh cưới bạn gái anh. Anh là hồi xưa là anh có quen một chị, anh với chị đó rất là thương nhau, nhưng mà tại vì ba mẹ thấy là chị đó xa quá. Với lại làm nếu mà cưới là sau này anh phải xuống Bình Dương lập nghiệp, không có ở trên Đắk Nông nữa, nên là ba mẹ không có đồng ý. Xong rồi cái vô tình mà lúc đó là tụi em gặp lại nhau á, xong cái ba mẹ anh xúi anh cưới em. Rồi lúc đó là em nghe lời xúi của ba mẹ cưới luôn. Dạ. Ê vậy vui lắm á, tại vì mới đầu 5 năm trời mà là bạn không á, chị đi nhậu á, rồi cái xong cái cưới rồi cái đêm tân hôn vui không? Đêm tân hôn kể nghe coi nó kỳ kỳ á.
nó có cái sự gì khác cái lúc mà 5 năm trời mà đi cà phê với nhậu nhạc không? Cũng khác dữ lắm, cũng hơi bất ngờ. Thì cái đêm tân hôn thì cũng hơi bối rối. Không, anh không có bối rối đâu chị. Anh không bối rối hả? Không hề bối rối. Tại vì trước đêm tân hôn là anh đã dụ em rồi, làm sao mà bối rối được. Lúc đó là em đi làm ở gần nhà anh, nhưng mà từ chỗ làm là về nhà em là nó mười mấy cây lận. Dụ em dọn xuống nhà anh ở mà trong khi chưa có cưới hỏi gì hết. Em kêu không, mỗi lần mà em đi công tác về là anh hay dụ em thôi, em xuống nhà em anh ngủ đi chứ về nhà chi xa xôi. Ý là dụ xong rồi thì cũng xuống cũng cho ngủ phòng riêng đồ. Cái có đêm em sợ ma quá, cái anh sao đêm qua không ngủ được mà không gọi cho anh. Gọi cho anh xuống ngủ cùng. Rồi tụi em có suôn sẻ vậy cho đến ngày cưới ha? Nó có cái sự cố gì trước khi cưới không? Dạ cũng có. Có hai sự cố là anh giới thiệu em với mẹ ảnh ra Tết là sẽ xin phép mẹ của em thì mẹ đồng ý. Tự nhiên cái sáng sau anh đuổi anh kêu là em ơi anh không có tốt giống như em nghĩ đâu. Cái em cũng đang nghi tại vì con gái mà mình thường hay có giác quan thứ sáu lắm. Còn hỏi thì em mới biết là ảnh đang quen một chị nữa ở Bình Dương. Rồi anh kêu là ra Tết mừng vẫn cưới nhưng mà phải cho anh thời gian để anh chấm dứt với cái chị này. Đó là em giận lắm. Không, không có cưới họ gì hết. Vậy thì em không khác gì là một người thứ ba xen vào hết đó, nên là em không có đồng ý. Lúc đó là em bỏ về luôn. Cái ảnh lên trên chỗ làm của em á, ảnh đòi gặp em xong rồi ảnh gọi ra nói chuyện. Thì hai đứa cũng nói chuyện xong rồi thống nhất với nhau. Em nghĩ là thôi dù gì thì mình cũng không có thương thôi, cưới đại đi. Người ta sao kệ, quan trọng là vấn đề sau này cưới về nó như nào thôi. Nó có hai lần. Hai sự lần. Sự cố vừa rồi là sự cố thứ nhất. Một lần nữa là trước ngày cưới còn tầm 1.5 tháng. À. Là lúc đó là cận Tết luôn. Là chuyện gì nữa? Ý là nếu mà ra Tết cưới á, thì là anh phải về nói chuyện với ba mẹ em đàng hoàng. Thì anh quyết định là mùng 8 sẽ sang nhà nói chuyện với ba mẹ em. Cái anh nói là nhưng mà mùng 4 là anh có một chuyến đi du lịch Đà Nẵng rồi. Tự nhiên tới hôm 27 Tết gì đó là em vô tình em phát hiện được là anh này đi với chị người yêu. Cái chị mà chưa có chấm dứt đó. Dạ anh đúng. Hứa đúng. Là lần một chấm dứt rồi lần hai là vẫn đi du lịch. Ông sĩ phụ lão này dễ sợ quá đó, ông giải thích đi ông. Tại vì cái vé, cái chuyến đi Đà Nẵng đó là đặt trước mấy tháng rồi, là hứa là sẽ đi rồi. Vé hủy được mà. Xong cái hủy luôn. Hả? Xong cái hủy. Có hủy không? Hủy rồi. Rồi cuối cùng mà có đi Đà Nẵng không? Phát hiện dạ ra không. Rồi mới hủy đúng không? Dạ. Ủa nhưng mà tại sao em phát hiện được? Giống linh cảm vậy á, mỗi lần mà anh đi với gái hay là anh làm gì là em đều có linh cảm. Thế là tự nhiên em kiểm tra điện thoại là thấy nó hiện sờ sờ. À. Xong rồi em dục điện thoại cái vạch đó, em đi về một mạch luôn là ổng biết chuyện gì xảy ra. Cứ điện thoại liên lạc cho em hoài, cái em chặn luôn. Anh gọi điện không được, cái anh mới nhờ má gọi điện. Mà chị hỏi là lúc đó là em yêu ảnh rồi chưa? Dạ chưa. Chưa có yêu mắc mới gì ghen? Hả? Ghen chứ. Cảm giác lúc đó là mình bị lừa dối nên là mình cảm thấy rất là bực bội á. Lúc nào mới yêu nè? Cưới về khoảng một thời gian là 1 tháng mấy 2 tháng rồi mới bắt đầu yêu á. Lúc đó em đã yêu cô bạn này chưa? Dạ chưa. Chưa yêu mà dụ. Gan tay trời luôn à. Là bạn là đó có cái tình bạn 5 năm rồi, bây giờ cái đêm tân hôn á nó vui không? Cái dạ. Lần đầu tiên mà em sở hữu được cái con người này là mình cảm thấy nắm được tất cả thiên hạ. Cũng hơi lúc đó thì cũng hồi hộp. Cái em tắt đèn mất tiêu rồi, em cũng cảm giác nó lạ. Lạ đúng không? Nó khó tả. Thế còn Trúc thì sao? Không, không có dám nhìn, tắt đèn. Nhưng mà thích không? Khóc. Biết sao mà chị hỏi không? Là tại vì nè, hai người này là yêu nhau sau khi kết hôn. Là sau khi có cái chuyện kia đúng không? Thành ra là thuộc là đây là một gọi là một kiểu vợ chồng á, là sau khi đã có cái quan hệ thể xác rồi thì mới cảm thấy là yêu nhau, cần nhau. Đó, nó có nhiều dạng lắm em. Mà có những người mà yêu nhau khủng khiếp luôn ha. Yêu 5 6 năm yêu thì yêu. Đụng vô nhau một cái bỏ luôn. Bỏ luôn. Đó là vậy. Hai bạn á là xuất phát từ tình bạn cũng không yeah. yêu thương. Yeah. Vậy thì sau hôn nhân thì chắc chắn một vấn đề để gọi là hiểu nhau. Dạ. Thật sự là chưa hiểu nhiều lắm đâu. Vậy thì có những cái biến cố gì sao không Nhân? Xong rồi khi đám cưới thì tụi em có mở một cái tiệm điện thoại. Thì anh giao cho em là toàn quyền quản lý hết. Thì mở được khoảng tầm 2-3 tháng á, là nó xảy ra một vài cái trục trặc. Tiệm của em nó bị suy sụp. Khoảng thời gian đó thì nó bị thua lỗ nhiều, dẫn đến là lúc đó em bị stress nặng đó. Dạng như kiểu là bây giờ cái số tiền nó so với người khác thì nó không lớn, nhưng mà so với em thì nó cực kỳ lớn. Tại vì em mới 2-3 tuổi nên là em cảm thấy là nó mất mát rất là nhiều. Kiểu là lúc đó em không có làm được gì luôn.
em chỉ có thu mình lại thôi. Cứ sáng là em dậy em nấu đồ ăn xong hết rồi là em chui vào phòng, em nằm. Ai gọi điện thoại hay là nhắn tin hay là cái gì em cũng trả lời hết đó, trừ ba mẹ em với chồng em thôi. Còn cứ tới tối là ra, cứ vô phòng vậy, giống như con ốc sên vậy á. Ảnh đi lo hết tất cả mọi việc, từ việc giải quyết cửa hàng, thanh lý hàng hóa, thanh lý tủ, rồi cho tới giải quyết nợ nần là một tay ảnh làm hết. Cái thời gian đó trong bao lâu? Khoảng tầm một tháng. Ở lúc đó nói chung là cái người mà bên cạnh em và động viên em và giúp đỡ em để mà vượt qua cái trầm cảm đó chính là chồng em, đúng không? Dạ, thực sự là nếu như mà người khác thì em nghĩ là có thể là nó sẽ rất là nhiều chuyện lục đục. Và cũng chính vì lý do đó mà khiến em trở nên yêu chồng mình nhiều. Dạ, đúng rồi, đúng không? Đúng rồi. Cái đó là biến cố lớn nhất mà thay đổi tình cảm, suy nghĩ của hai vợ chồng em. Rồi, bây giờ là cưới nhau được bao lâu rồi? Tới giờ là được một năm bốn tháng. Đã có tin vui gì chưa? Dạ chưa. Thì sau khi về ở chung, anh ấy có tật xấu gì không? Trời, nhiều lắm anh. Anh này anh nhậu dữ lắm. Hồi xưa lúc mà trước khi cưới em hỏi là ủa anh uống dữ lại về mai mốt có uống không? Không, em yên tâm đi, anh không phải là giống như người khác là suốt ngày sáng say chiều xỉn. Đúng, anh về anh giữ lời hứa với em, sáng anh tỉnh, tối anh mới xỉn thôi. Một tháng 30 ngày thì anh hết 28 ngày anh xỉn, rồi anh chừa lại 2 ngày là thứ bảy chủ nhật đó. Trời đất ơi. Anh có một cái tật vô tâm lắm. Em nhớ là có một cái lần, tại vì lúc sinh nhật ảnh là điện thoại của ảnh bị hư, nên là em quyết định em mua điện thoại cho ảnh. Thì em mua trước là cũng được 4-5 ngày á. Xong em nghĩ tới sinh nhật là em sẽ tặng bình thường đưa cho ảnh thôi. Nhưng mà cái tối hôm trước cái hôm sinh nhật á là ảnh với ba cãi nhau. Ảnh buồn lắm. Ra dắt cái xe mở xe đổ xong ông đừng ông khóc ngon lành giống nít vậy á. Kem mới thấy không tội quá. Kem nghĩ là em làm cái gì đó cho ảnh vui. Tại vì gấp quá em không có mua được gì hết. Em mua bong bóng với lại nến với lại bánh choco pie rồi đó. Em về em thổi bong bóng xong rồi em sắp nến được khắp phòng vậy á. Xong em xếp cái bóng, cái bóc cái bánh choco pie ra, em xếp thành cái bánh sinh nhật, em cắm nến lên. Xong rồi ảnh thì ảnh nhậu xịn quá, cái ảnh ngủ rồi. Tới 12 giờ em đốt nến đốt đồ vô, xong rồi em chạy qua phòng ảnh, em kêu là anh trời, phòng có con rắn kìa, anh chạy qua anh coi đi. Không, ngủ. Nằm ngủ, lôi kéo hay là bất cứ cái gì cũng không dậy hết. Bất tỉnh luôn mà. Không phải, ảnh dậy. Nhưng mà giống như kiểu là ảnh đang buồn trong người á. Nên là ảnh chưa suy nghĩ là bây giờ ảnh buồn thôi. Ảnh không cần biết, em nói là anh qua đây đi, em có cái bất ngờ này cho anh. Cũng không dậy luôn, nằm yên vậy. Trời ơi, xong rồi cái em về phòng em ngồi im trong phòng, nến đồ bóng bay đồ. Em để im như vậy luôn. Ừ. Rồi còn cái tật xấu gì nữa không? Cái tật ông rất là thích con nít. Lúc mà cưới về em bị cái đau dạ dày á, nên là em ăn đồ ăn vô em hay bị ói ra. Em kêu wow hôm nay có bầu rồi hả. Em có một cái bài báo ở trên mạng á, viết là nếu mà mình hút thuốc với lại uống rượu bia nhiều là nó sẽ ảnh hưởng tới tinh trùng á. Anh trời, anh đọc xong anh sợ lắm. Anh sợ xong cái anh bỏ thuốc. Anh bỏ nhưng mà bỏ chắc đâu được 6 ngày á, cái anh hút lại. Vậy là không có kiên trì. Thích con nít mà thích hút thuốc, thích uống rượu nữa thì con nít nó không thích. Rồi bây giờ tới em đó. Dạ. À, vợ em có tật xấu gì không? Vợ em thì có nhiều tật xấu chứ. Lười biếng nè. Làm biếng là không dạ. Chịu làm việc nhà đó đúng không? Dạ, nhiều khi bắt em làm việc nhà nữa cơ. Rồi nấu ăn được không? Nấu ăn dở lắm. Thích nấu ăn nhưng mà nấu ăn dở. Thích nấu ăn nhưng mà nấu ăn dở. Nấu chín vẫn là em, mà lại hay quên. Có lần đi vô rạy phụ mẹ, xong cái tháo cái nhẫn cưới ra, cái để trên cái điện thoại, lát mấy đứa em nó phá, nó làm mất tiêu. Mất luôn cái nhẫn cưới. Xong ấy vô tình em lại lụm được. Cho em bào chữa đi chứ đoạn này em ức quá. Nếu mà nói đáng chí là anh đáng chí hơn. Tại vì em quên đồ nhưng mà em toàn quên ở nhà em không à. Còn ảnh là bữa em nói rồi là đừng có la em nhiều. La nhiều là bị nghiệp báo, ảnh không có tin. Cái anh đi ăn sáng xong cái anh để quên cái điện thoại đó luôn. Mà để quên xong tới chiều mới biết là mình mất cái điện thoại rồi à. Còn cái việc nhà là em nhộn được có đúng một lần. Nhờ là... em khui thì mới phát hiện ra thêm dạ. Có cái tật xấu là đổ thừa. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ mong muốn chồng thay đổi cái gì? Chị mong muốn là chồng em bớt vô tâm hơn, với lại thay đổi cái cách suy nghĩ á. Ừ, cưới về thì những cái chuyện mà giống như chuyện vui hay là chuyện gì đó mình không có cần thiết là phải lãng mạn hay là phải này kia cái nọ á, thì nên thay đổi cho tâm hồn nó trẻ một xíu. Nói chung là bớt mọi thứ đi, bớt vô tâm lại. Có bớt thương vợ luôn không? Còn chắc thì sao? Em mong muốn vợ thay đổi điều gì? Em cũng mong muốn là vợ thì siêng năng hơn, biết nghe lời chồng là tốt rồi. Em thì rất là nghe lời ảnh. Có một cái là mỗi lần mà cãi nhau lên là em chuyên gia làm ngược lại cái lý ý của ảnh.
À, ví dụ như anh muốn em rửa chén em sẽ đi quét nhà đó, vậy mà kiểu... nghe lời gì bảo ý là lúc làm lúc mà cãi hả? Nhau à, lúc cãi làm nhau sai cái đó lại. Là còn con nít đó, hiện giờ là hai bạn này là cái tôi vẫn còn dữ dội lắm nè, chưa có chịu bớt cái tôi của mình đi để mà hòa nhập lại với nhau. Bây giờ các bạn bắt đầu mới thực sự là yêu nhau qua một cái sự cảm động trong cái chuyện mà cái cú sốc làm ăn mà mất tiền đó, đúng không nè? Yeah. Thì bây giờ mới là cái thời điểm các bạn đang tìm hiểu nhau một cách thực sự. Cho nên cố gắng tìm hiểu và tìm tòi những cái ưu điểm của nhau. Và những cái khuyết điểm thì các bạn cứ tưởng tượng đi, đừng có bây giờ đừng có nghĩ là đã là vợ chồng rồi, mà hiện giờ hai người này đang tìm hiểu nhau, đang yêu nhau. Đó, để các bạn cố gắng là đừng có tạo ra nhiều những cái mà hiểu lầm. Muốn bớt cái tôi của mình lại thì phải dành nhiều buổi tối cho nhau. Đó, ha. Dạ. Thì em bé sẽ xuất hiện. Nghe. Dạ. Cảm ơn hai đứa nha. Dạ. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận cùng toàn thể khán giả có mặt tại trường quay hôm nay. Em là Lê Đức. Hiện là năm nay em 30 tuổi. Em là luật sư cùng hãng luật tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ừ. Em và vợ em hiện tại là đang ở quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, mời em. Dạ, chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và khán thính giả đang có mặt trường quay ngày hôm nay. Em tên là Nguyễn Thị Ngọc, năm 28 tuổi. Hiện em là chuyên viên pháp lý. Luật sư với pháp lý lấy nhau đúng rồi đúng không? Chắc có lẽ là hai em quen nhau trên tòa án phải không? Dạ không, bọn em là khóa trên khóa dưới của trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em với anh ấy là học chung trường, cũng không biết nhau mà là cùng chơi với một anh ở trong, hồi đấy bạn em tham gia ban phong trào. Em thì là tham gia chung ban phong trào với anh bạn đó, thì anh đấy lại là bạn thân của chồng em. Thế thì hẹn nhau đi cà phê thôi. Vô tình anh đấy lại rủ anh chồng em đi luôn. Thế là đến thì nói chuyện, thế là làm quen nhau. Nhưng mà cái ấn tượng đầu tiên khi mà em gặp anh chàng này thì em thấy như thế nào? Hồi đó chồng em ốm lắm, không có như bây giờ. Ăn mặc cũng khá là bảnh bao, tóc vuốt keo, xong hồi đấy có cái mốt áo mà áo thun ấy mà cổ dựng lên thế này, trông sành điệu lắm. Thế mình nhìn ôi này, học trường mình sao trông bảnh bao, mình chưa gặp bao giờ. Đang ngồi uống thế này này, thế thấy anh điện thoại đến, thế mình cũng đang bảo trời ơi tâm tiêm này của ông này thôi. Rút điện thoại ra, một cái điện thoại màu hồng chóe lẹ luôn. À. Bắt đầu anh giật mình, em bảo chắc là không có men. Tức là bóng không luôn. Đây nè, anh này nè, màu hồng với màu tím. Đó. Màu hồng tím luôn. Mà đâu có sao đâu, sao đâu, đúng đứa anh. Con, thấy không? Màu sắc không nói lên giới tính. Dạ đúng rồi. Nhưng mà em thì sao? Em gặp cô gái này em có bị xuyến sao không? Ngay thì lần đầu thấy cũng tròn tròn dễ thương. Mới thích mái tóc búi sau đầu, yêu nước da mái tóc. Có như cái răng cái tóc là góc con người. Dạ. Nhất dáng nhì da, nói chung là em yêu hết rồi còn gì nữa. Rồi sau đó thì ai là người chủ động cua? Cái này thì cũng không rõ nữa. Bọn em quen nhau 6 năm nhưng có 3 năm là chính thức yêu nhau thôi. Lúc đó bọn em quen nhau lúc còn đang học thì cũng bạn bè thôi. Nhưng mà người này bộc lộ tính gia trưởng ngay từ đầu chị. Chưa có chính thức với người ta nhưng mà muốn sở hữu. Đó, nghĩa là mà thấy em mà đi chơi với các bạn lúc bắt đầu hay ghen. Cũng chẳng phải vừa đâu chị. Trong lúc quen em nghĩa là bạn bè nhưng mà cũng thả thính dăm ba cô lắm, nhiều lắm ạ. Em giống như kiểu bề nổi ấy, là chính thức ấy. Nhưng mà vẫn có những cuộc hẹn ngầm bên ngoài. Hẹn thôi nhưng mà người ta thích mình thì mình không cấm người ta thích mình được. Còn có một cái điều gì mà nó khiến cho cả hai cảm thấy khó khăn, cảm thấy gập ghềnh trước khi đi đến hôn nhân không? Tụi em có tiền hôn nhân không? Dạ không, dạ, không. Bởi vì có thử không? Dạ không. Cũng không. Tại vì không. Cái đó thì đó điều đó là em đánh giá cao vợ em. Như lúc là đi nào em cảm thấy là nghi ngờ về cái dạ có chứ, bởi vì 6 thứ 7 chủ nhật là em ở bên nhà cậu mợ em chơi. Thầy cũng phải cậu mợ em vào chứ, xong cuối tuần thì mà không đi chơi với bạn trai, xong cứ hỏi chứ mà bọn mày yêu nhau lâu vậy rồi, mày có thử nó không vậy? Trông tôi nghi lắm á. Thì mình bảo thế bây giờ không biết con làm sao, thế bảo đôi tao chỉ cho, kiểu có động chạm tương tác gì đó để xem là anh này có phản ứng gì không. Nhưng mà thực ra em không có dám làm. Tụi em lấy nhau là được mấy năm rồi? Dạ 2 năm rồi. Như vậy có nghĩa là tụi em năm nay em 28 tuổi. Dạ. Đúng không, là em giữ từ năm 20 tới năm 26 luôn. Dạ. Trong 6 năm trời. Vậy thì chắc chắn là cái đêm tân hôn đó, đêm tân hôn phải là một cái đêm tuyệt vời đúng không? Tuyệt vời. Dạ, anh đúng được, rất là tuyệt vời luôn. Thành công, thành công ngoài mong đợi. Thành công ngoài mong đợi luôn. Sau cái buổi mà tiếp khách ở nhà hàng xong là về là em say tới một ngày sau mới tỉnh. Ủa gì là chất quốc chứ. Là giữ tiếp thêm ngày nữa đó. Là giữ đi. Coi như là 6 năm một ngày. Chắc là qua đêm sau đúng không? Dạ không.
đến ngày đó là em đến ngày à, lại mất 1 tuần nữa, chắc phải 2 tuần nữa. À, 2 tuần luôn hả? Bởi vì là bọn em còn vào quê nội, như một vòng vào quê để thăm á. Như vậy là hai bạn này vui quá. À. Như vậy là đến 2 tuần sau mới bắt đầu viên mãn cái đúng rồi. Sau đó là mình ấy bù luôn đấy. Bù luôn. Nhưng mà giờ hai chồng là rất là coi như là viên mãn về cái vấn đề đó đúng không? Dạ vâng. Đúng rồi bây giờ đến cái lúc mà sau khi cưới nè, trong 2 năm qua bao nhiêu những cái tính xấu của chồng của vợ có lòi ra không? Có chứ chị. Lòi nhiều luôn. Bởi vì trước lúc khi yêu nhau thì là chủ yếu gặp nhau đi uống nước xem phim thôi, nói chuyện thôi, không có được thấy cái phần mà ở nhà. Chồng em cứ hay mấy mũi này nè. Thế xong em bảo thôi kìa, lấy khăn giấy bôi đi. Anh búng ra cái trong mày đau làm gì có cái gì đâu. Tí nó tường nhà dính ra. Dạ đúng rồi. Khô luôn đó, nó khô luôn đó. Thôi còn tính xấu gì nữa? Ngồi đầu về kiểu bị sốc tâm lý á. Tự dưng vợ chồng mới cưới, mình quay cho mình ôm chồng mình không, vùng cái tay ra. Xong rồi thôi không có nằm chung đâu, em nằm xích xích cơ đi. Bảo sao hả? Anh nằm một mình quen rồi. Tâm ra nhiều khi mình bảo không biết hôm này đi làm gặp cô này cô nặng hay sao, mình cứ suy nghĩ tiêu cực á chị. Về cái kiểu hắt hủi vợ, cảm giác giống như là bây giờ mình có em bé, xong kiểu dạng đọc nhiều bài báo ấy, cứ kiểu vợ có bầu hay làm sao thì chồng không tình cảm, vợ chồng xa cách ấy. Nhiều khi cứ giống dứt khóc, xong chồng em mà có cái gì mà phải khóc, làm sao mà phải khóc. Thế bây giờ còn buồn nữa không? Dạ không, bây giờ không buồn nữa, bởi vì bây giờ em đa phần toàn ôm con ngủ thôi. Bây giờ quay sang ôm em. À, rồi còn gì nữa không em? Thí dụ như những cái cá nhân riêng tư này nọ rồi có thoải mái không? Dạ không, cái gì cũng cài mật khẩu hết anh. Còn quét cả mống mắt nữa cơ. Kêu là để anh ngủ em khỏi làm gì luôn. Bởi vì vân tay còn quẹt được mà. Ủa lý do gì mà em phải cài mật khẩu rồi em phải bảo mật cái thông tin dữ vậy? Không, thì bình thường điện thoại thì mình luôn cài mật khẩu gì. Tại vì vợ em không hỏi nên em cũng đâu trả lời. Với lại ví dụ mình cài bóng mắt thì khi mình mở rất là nhanh. Thế mục đích là không phải là để giấu vợ hả? Không, không em. Tại vì ngày xưa lúc quen nhau thì hai đứa hay cầm điện thoại nhau á, kiểm tra này kia. Nhưng sau này thì hết rồi, thói quen đó là đã không còn nữa. Nhưng mà cái công việc của em về em có hay chia sẻ với vợ em không? Những cái áp lực trong công việc của em á. Tại vì giai đoạn này vợ em ở nhà để trông con á, cho nên là em muốn cho vợ em tâm trí hoàn toàn bình thường, không có phải suy nghĩ quá nhiều về công việc của em. Hầu như á, tính em là độc lập từ nhỏ, cho nên là mọi thứ em đều muốn là làm sao là mình làm tốt nhất, mình cố gắng nhất có thể. Thế là ảnh đi thường xuyên như vậy, cái chuyện mà đặt mật khẩu như vậy thì nó có bị ảnh hưởng đến cái chuyện quan hệ vợ chồng? Thời gian đầu thì thực sự là ảnh hưởng, bởi vì là nhiều người tác động nữa, nói là trời ơi chồng như thế, công việc như vậy, xong bề ngoài như vậy, khá là một cái người có sức hút. Mình lại đang ở cữ, mình đang chăm con như thế thì bắt đầu là mọi người cũng nói ra nói vào là không giữ chồng thế này thế nọ, thì bắt đầu là em có những cái suy nghĩ tiêu cực, thì bắt đầu là em kiểm soát, em cũng ghê lắm, xong rồi ngày nào cũng nhắn tin các thứ, xong bắt đầu là làm cho chồng em chắc là cũng mệt mỏi, giai đoạn đấy chắc cũng bị mệt mỏi vì áp lực công việc. Đến khi mà chồng em nói với em á, lúc nào anh cũng ở bên em, anh không có làm gì, anh không làm gì có lỗi với em cả. Thì mình thấy là bây giờ không phải là mình, cái cuộc sống gia đình mình không thể chỉ sống cho một mình, không chỉ là cái lúc yêu đương nữa mà mình có em bé rồi, mình nghĩ gì mình cũng phải nghĩ cho con. Sau đó thì em bắt đầu em thoải mái với việc giống như là thôi kệ đi, anh ấy muốn làm gì kệ anh ấy đi, miễn là lúc nào anh cũng nghĩ đến vợ đến con là được rồi. Bây giờ tới em đó. Dạ. Bạn ấy có tật xấu không? Nói chung vợ em thì rất là hoàn hảo tuyệt đối luôn. Nhưng mà lâu lâu thì hơi lộn xộn, trong khi em là một người rất là ngăn nắp. Mình bảo là vợ ơi em dọn giùm anh cái này đi cái kia, tại vì về mệt đôi khi em lười làm á. Nhưng nói 1-2 lần cũng không xong, cuối cùng mình phải sắn tay vào mình làm luôn. Rồi nhân đây thì muốn vợ thay đổi điều gì Đức? Dạ thì em mong vợ em là thông cảm hiểu cho công việc em nhiều hơn, rồi ngăn nắp hơn, rồi quan tâm chồng nhiều hơn. Ủa tức là vợ không quan tâm chồng? Có nhưng mà có nhiều lúc á, có những cái riêng tư á thì vợ quan tâm theo kiểu phải cách có cách hiểu của vợ, chứ không cứ nghĩ là quan tâm là cứ mình cứ ăn uống rồi chuẩn bị hay mọi thứ như vậy. Có khi là mình chỉ muốn ở một mình thôi. Có khi nào tất cả những cái điều mà em mong muốn vợ em thay đổi, những cái điều đó vợ em chưa thay đổi được, nó ảnh hưởng đến cái tâm lý của em mà làm em cảm thấy em có một cái khoảng cách không? Thì giữa hai vợ chồng có những cái khoảng cách hoặc là giận hờn thì cũng chỉ là ngắn thôi, tại vì tính em không có giữ lâu mọi thứ. Tại không biết sao không? Có 2 loại đàn ông. Một loại đàn ông á
là họ chỉ giận hờn hay bất cứ một cái điều gì hoặc những cái mà họ chưa có cảm thấy hài lòng trong cái cuộc sống, nó làm một cái. Còn cái mà họ cần một cái quan hệ về sinh lý, nó lại làm một cái hoàn toàn khác, nó không liên quan. Tôi giận bà đó, tôi bực bà đó, nhưng mà tối tôi vẫn phải quan hệ với bạn cái. Tôi nói ví dụ vậy, đó là một loại đàn ông. Nhưng cũng có một dạng đàn ông khác là họ giống phụ nữ vậy đó, tức là họ đi đôi với cảm xúc. Trong cái chuyện vợ chồng là họ phải có cảm xúc. Thành ra tại sao chị hỏi em á, là để chị muốn tìm một cái chìa khóa trong cái mối quan hệ của tụi em. Nói là như vậy thôi, em tự hỏi, em tự biện hộ, em trấn an bản thân mình thôi. Nhưng mà thực sự là em đang rất là lao tâm khổ tứ, và em đang rất là khổ tâm với cái cảm xúc mà em đang gánh chịu. Chị hiểu cái điều đó. Chính vì vậy mà chị muốn nói với em á, là người chồng của em thuộc tiếp đàn ông thứ hai. Có nghĩa là anh làm gì anh mới đi đôi với cảm xúc. Thành ra là khi mà em nói những cái mong muốn đối với vợ thì em phải nói hết, để tất cả những cái điều đó nó không làm cản trở trong cái cảm xúc của em đối với mối quan hệ vợ chồng. Thôi nói tóm lại là ngày hôm nay, cũng như là sau những chia sẻ của chồng em, cũng như là với tất cả những gì mà em cũng đã tâm sự cũng như chia sẻ, thì anh hy vọng là hai vợ chồng em, cái mối quan hệ có thể là đã tốt rồi mà sẽ cải thiện, sẽ cho tốt hơn nữa. Và chúc cho hai vợ chồng em cứ luôn như thế này, luôn hạnh phúc và sẽ thấu hiểu nhau nha. Dạ vâng. Cảm ơn chị Hồng Vân đã góp phần. Dạ xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận và khán giả. Dạ em tên là Nguyễn Quân Trừng, hôm nay em 28 tuổi. Em sống ở Bà Rịa Vũng Tàu. Cái gì 28 tuổi hả? Dạ. Trời đất ơi. Mà trời ông ăn à? Nhìn ông tưởng ông 23 thôi, ông giỏi ông hơn bà này chừng tuổi thôi đó. 28 tuổi rồi hả? Công việc của em là gì? Em là một công nhân ạ. Mời em. Dạ em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận, chào các vị khán giả. Em là Huỳnh Thị Ngọc Thủy, hiện em đang là nội trợ. Tụi em sống ở Vũng Tàu. Thủy ơi, Thủy cưới anh ấy lúc là bao nhiêu tuổi? Dạ 20 ạ. 20 tuổi. Quen anh ấy lúc mấy tuổi? Dạ 20 luôn đó. Anh Thuận hỏi nè, hai em là quen nhau trong trường hợp nào? Hai em làm trong một công ty. Lúc đó là công ty có tổ chức đi chơi. Đâu ngờ hai đứa ngồi gần nhau nên em có xin số điện thoại vợ em. Lần đầu tiên em nhìn thấy cô này thì ấn tượng gì về cô? Ấn tượng là có cái răng khểnh. Còn em có ấn tượng gì về anh nào? Thấy mặt lúc nào cũng đờ đờ, giống kiểu lạnh lùng á, nhưng mà em thấy lạnh lùng, thấy lạ lùng. Bôi lạnh lùng nữa đúng không? Và bao lâu thì mấy đứa mới bắt đầu là thấy để ý nhau? Dạ giờ rồi em có số điện thoại nhắn tin hỏi có qua bên nhà anh chơi không. Vợ em có trả lời là đi, nghe là mới lần đầu ngủ mà đi ghê vậy. Không phải chị, tại lúc đó cũng có một cái anh kia cũng đang cua em á, mà ngày nào cũng qua mọc rễ bên phòng em á. Cái em kêu thôi trốn này đi luôn, mà chờ em đi chơi mà có đường chính không có đi, đi vô đường tắt mà xe xô hiệu lánh mà rừng núi gì không à, là em sợ bị lừa bán qua Trung Quốc. Tại mà ông làm mặt ngầu, ông không nói chuyện, không hỏi chuyện gì em hết trơn á, là em nhìn sau đuôi xe nè, lúc nào tôi sẽ sẵn sàng nhảy xuống xe vậy đó. Đi chơi đâu mình lừa lắc vô trong nhà. Chở qua nhà ảnh chơi. Chở qua nhà ảnh. Nhưng mà chở qua nhà rồi có vụ gì không? Dạ không, tại ngồi nhậu ở bên ngoài có cái chòi trước nhà, là mấy anh em ngồi nhậu ở đó chơi. Rồi có khi nào nhậu xỉn rồi ổng có vụ gì không? Vụ đi ăn chè. Đi ăn chè vô ngồi gác chân lên ghế, mặt Vinh ăn gì kêu đi. Nói vậy đó, là em thiệt chứ 10 điểm là em trừ hết 9 điểm rồi. Rồi cái khúc đi về, đang chạy xe vậy á, mà chạy nhanh thiệt nhanh vậy á, người giống mà lắc lắc trong kiểu phiêu nhạc vậy á. Xong cái thằng ấy kép, không nói năng ấy, bước xuống đứng tè, đứng sát tên luôn. Thà nói em chờ anh xíu nha, không đứng qua tè xè xè, em tưởng tượng giống kiểu trôi luôn cái muối của người ta vậy đó. Trôi luôn cái muối luôn á. Xong cái lát ra tè xong kêu em, anh xịn quá em chở anh đi, mà thật ra là không có xịn lắm đâu, và lợi dụng ngồi sau ôm thôi. Nhưng mà sao với những cái tính đó mà em vẫn yêu ảnh hả? Dạ lúc đầu thì ổng lạnh lùng, ổng không quan tâm, không biết quan tâm chia sẻ là gì á, nhưng mà càng tiếp xúc sau này ổng càng quan tâm tới em á, cái là bắt đầu em cảm động. Lúc đó xong rồi em chở đi chơi về, xong rồi hai vợ chồng nhắn tin qua lại nhiều lần. Rồi có một lần em với vợ hai chồng nhắn tin nhau. Nhắn sao em? Sao, nhắn sao nè? Tự nhiên hỏi em bây giờ anh không được hoàn hảo như người ta thì em có thương anh không? Cái em kêu ủa đâu có ai hoàn hảo đâu. Cái chứ không, ý là người bị khiếm khuyết hay thiếu cái gì đó. Cái em kêu ủa mình nhìn ông ngày nào ông đi làm thấy chân tay đầy đủ, mắt mũi đầy đủ, thiếu gì đâu. Hỏi lên nó kêu chứ bây giờ người anh không có đầy đủ như người ta. Em có thương anh không? Trả lời được rồi anh mới nói. Cái em không dám trả lời luôn. Em kêu lỡ thương là lỡ, ông bị mất cái gì quan trọng gì sao? Tự nhiên ông đầy đủ hết, thiếu con thứ à. Em mới đứng lên nhắn cho em trai của em coi. Em kêu trời ơi sao bà khùng quá vậy. Con trai thiếu mà ông không dám nói là cái quan trọng. Mà quan trọng con trai là cái gì?
rồi xác định đi. Là em cũng nghĩ tới cái đó rồi. Càng rối nữa. Dạ, rối lắm. Mà anh cũng không hỏi, anh không nói luôn. Anh kêu để vài bữa nữa đi, anh hẹn gặp là anh cho xem. Trời ơi, sao cái này. Em kêu sao con trai này biến thái vậy trời. Mà hiện ở chỗ tối nó kìa. Cái em sợ em mới mở cái đèn pin điện thoại lên. Ông kêu chưa? Sẵn sàng chưa? Ok, ba ơi, chị sẵn sàng chưa? Mà em sợ, đúng là cũng trong cái thế chuẩn bị chạy á. Cái em kêu giặt tay áo lên đi. Cái là cái xẻo á, cái tay bên phải là bị máy cuốn á. Có nghĩa là đứt gân luôn á, được nối gân từ đây xẹo hết nguyên cánh tay rồi luôn. Thế là em nhìn chị em thương luôn. Thương luôn đúng không? Cái máy cuốn máy gì vậy? Cái máy cán gì là loại cán như sao nó mía vậy? Dạ. Ồ vậy đó hả? Dạ. Tay gì em? Tay sai những máy, dạ tay phải. Đây nó bị nó phải thay mía mà cái máy như cán bột làm bánh bao á. À. Mà bây giờ cái tay em đã hoạt động vẫn bình thường đúng không? Dạ vẫn bình thường, mà nó không thẳng được nhưng vẫn còn hạn chế đúng không? Dạ dạ. Yếu yếu là chắc chắn nó sẽ yếu hơn cái tay tay trái rồi. Nhìn thấy cái đó là thương liền đúng không? Dạ. Rồi có cảm thấy ái nai khi mình nhìn, mình nghĩ trước đó là mình nghĩ ổng thiếu cái khác. Không, em mới nhìn ra em mới trời hơn quá, cái ủ hên gì bên nội. Gây em không cái gì, ý trong đầu mình nghĩ hên là mọi cái đó. Mình quen mình lên thương rồi mà lỡ khi nó thấy em vậy em không chịu nữa thì em mới nói thật lòng vậy. À nói thật lòng. Rồi á là em có bao giờ em có suy nghĩ là hay là mình phải kiểm tra trước để sau tự dụ sau tay đó là em hết nghi ngờ rồi. Rồi hai đứa thân thiết khăng khít nhất là em là em ở với gia đình hay là ở đâu? Dạ hai chị em là nhà ở Đắk Lắk. Và hai chị em xuống dưới Vũng Tàu làm ở nhà thuê ở trọ. Dạ. Rồi ảnh có khi nào qua thăm em ở lại không? Ở lại miết luôn, đi học tin á, không học cũng ở mà học thì cũng ở. Ở lại hả? Ở lại rồi. Chưa cái lần nào nè. Từ chưa khi mà nào. Sắp hâm hỏi không rồi chuyển trà trọ không mới có. Mới có gì? Rồi, mới có gì? Đó, kể anh nghe. Mới có cái vụ đó đúng dạ, không? Dạ, lúc đầu đang để không cho. Giống như robot vậy, em không có cho mà. Không có cho. Mà có thằng cu nha, đâu có dám la đâu. À không có nghĩa là em bị gọi là vũ lực đúng không? Đúng không? Không nói không năng gì, coi như là robot mà coi như là nhào vô ăn thịt người đúng không? Ăn cướp một la làng đó. Đã đời xong cái nằm ra miếu, em hỏi, ủa vụ gì trời? Anh mới xin rồi. Trời ơi, cái té thế kỷ luôn á, thiệt á. Nó nghe nè. Em khóc thiệt hay là em khóc giả? Không, ông chỉ miếu thôi. Ông làm mặt buồn vậy, ông không nói gì, em miếu. Em hỏi, ủa sao vậy, vụ gì vậy? Ai mất gì rồi? Cái bắt đèn em mới chết, cái tôi bắt đèn ông mình thôi, nó bị bắt đèn tôi. Thấy thương vậy. Rồi xong từ bữa đó là coi như hành hạ em tới giờ em dạ. Còn năm mấy ký luôn. Dạ. Lúc đó em 65 ký mập lắm. Ồ. Giờ còn được 5 ký. Rồi. Kể từ cái đêm mất jean đó đến lúc đám cưới là bao lâu? Đám cưới là được có mấy tháng. Cỡ 4 tháng. Hỏi rồi mới ở mới chuyển nhà trọ. Dạ. Rồi mới có cái vụ ăn cơm chứ kẽn đúng không? Rồi sau nó mấy tháng là lấy nhau. Dạ. Lấy nhau được 5 rưỡi rồi. 5 rưỡi rồi. Bây giờ có tật xấu gì không nè? Đó phải. Đó. Đây đó, đây là giây phút để cho các bà vợ. Tật xấu ở nhà em đó là rất là khô khan. Đơ như một khúc gỗ, không có lãng mạn gì hết trơn á. Mà mới cưới ra là ngày Valentine 14 tháng 2 á. Hai vợ chồng vẫn đi làm bình thường. Cái em ấy bí mật nhờ mấy đứa cháu với mấy đứa em ở nhà là thuê phòng hát karaoke á. Thắp nến hình trái tim, mua bánh kem, tạo cho bất ngờ chắc ổng vô á. Cái mặt ổng không cảm xúc lắm, giống kiểu là khinh bỉ, giống như kiểu là ba đồ yêu. Không có một cảm xúc, không cảm ơn em luôn, không hề ôm hôn một cái luôn á chị. Sao kỳ vậy? Tại sao vậy? Hay là em sướng quá rồi em đơ luôn? Tại người em anh không thích mấy cái chuyện mà làm là vậy. À, tức là em không thích màu mè đúng dạ, không? Dạ, đúng không? Chứ giờ em thích cái gì em nói nghe coi nè. Em thích bình thường. Chứ còn không có thích hoa hòe rồi, không có thích quà cáp, không có thích nựng nịu rồi. Anh yêu em yêu anh đồ, phải không? Dạ không. Nhưng mà có đi chùm thả bom. Đang ngủ ngon lành. Nhèo qua bịt kia xong bịt mũi lại, em tưởng bị mộng du mà. Em tưởng mộng du giết ai vậy. Em dùng vậy, em nhảy cái gì vậy. Im, cái này thúi á. Cái em kêu, buông đi, bò ra mở cái phòng ra thở. Mật quạt thiệt là to lên xong rồi mới bò vô ngủ tiếp. Là làm xong rồi bịt mũi lại. Tức là hệ tiêu hóa tốt. Bạn này hệ tiêu hóa rất là tốt. Rồi, còn gì nữa? Thấy vợ khóc á, cái là khóc theo à. Chồng em rất là dễ cảm động. Khóc lóc đã đời xong cái quay hỏi còn vợ không có cái làm hòa hay coi như vừa khóc vừa ấy mà em dạ. Có cho không dạ không cho được cũng đi vậy giống như kiểu là trên buồn dưới vui á coi như trên thì khóc mà dưới vui đó ừ
Dễ thương quá à. Bởi vì hèn chi ông ốm là phải rồi. Rồi. Ừ, cảm xúc ông lạ quá mà. Ừ. Rồi giờ tới em đó. Giờ có tật xấu gì không? Dạ có ạ. Như là đang hai đứa mở điện thoại vậy á, đè ra nhổ gâu, gâu có nhổ bao nhổ phân nửa à, còn nửa bỏ ăn ngủ, cái mai đi làm cái công ty gặp ở hôm nay gỗ gâu nửa phân nửa để chọc quá chứ làm tới dạ. Có vụ kia có nào làm phân nửa không? Dạ không. Có thêm nữa chứ không có gì. Còn gì nữa? Với như là hai chồng đang phơi đồ, em như là mới giặt cái em đứng em bỏ đồ vô, đứng hoài tụt quần đứng cờ khe. Tại vì anh khoái nhất là cái chi tiết mà tuột xong rồi đứng cười khè khè. Mà em khoái không? Dạ, đôi khi em cũng nóng, em cũng la hoài. Mà xung quanh có ai thấy không? Dạ không, có người thấy là chết luôn. Còn gì nữa? Như bơi bói, nấu ăn xong bơi bỏ tùm lum tùm la. Nhõng nhẽo ưa là được, anh ơi muốn mua này mua nọ, gian lần nít nhõng nhẽo. Tan nít mà. Trời ơi. Ủa, ông em là chưa có baby đúng không? Dạ chưa. Dạ chưa ạ. À, mong muốn cô bé này thay đổi điều gì? Dạ em muốn vậy, thay đổi là trưởng thành hơn, cả làm gọn gàng trong công việc. Có như là quán xuyến, tề dạ. Gia nội trợ tốt dạ. Có đúng không? Dạ. Chỉ mong muốn được một baby. Mong muốn được một baby. Tại hai chồng em cưới được gần 2 năm rồi nên ông bà già bà dù hại bà nội rồi đi tích. Là giờ mong rồi, em mong dạ. Thì anh thuận chút thôi. Dạ. Rồi chút nữa đi, chút nữa. Thế còn em mong muốn anh ấy thay đổi điều gì? Tôi xấu của anh thì dễ thương mà. Giống như ảnh trong mắt em là hoàn hảo rồi. Em chỉ muốn ảnh là lâu lâu ngày lễ hay kỷ niệm gì đó thì ảnh lãng mạn hơn với em một chút xíu. Bớt nóng nảy á. Giống như đi ra đi chơi mà kiếm cái gì không ra cái bỏ nghỉ ở nhà luôn đi. Em bị quýu á, muốn tìm như đó phải bình tĩnh em mới tìm ra được, cái mà quýu lên là em sợ. Có khi nào mà mạnh tay mạnh chân với em chưa? Dạ có, em mạnh tay mạnh chân. Thôi vậy cũng vui rồi. Thật sự anh nghe như ông chồng là mạnh tay mạnh chân với vợ anh rất là khó chịu không? Dạ. Mà nghe em nói gì là vui rồi đúng không? Dạ. Thôi bây giờ có hứa một cái điều gì đó với vợ hay không thì tôi mới chúc nha. Dạ em hứa với vợ là anh sẽ lãng mạn hơn và sẽ không bớt nóng tính hơn. Rồi anh chúc cho hai vợ chồng em ha, dạ. Nắm tay nhau đi nè, sẽ yêu thương nhau nhiều hơn ha, và sống với nhau hạnh phúc trọn đời, thấu hiểu nhau, và đặc biệt là trong năm sau sẽ có một em bé, thậm chí là sinh đôi luôn, dạ. Xuất hiện trong gia đình của hai em. Hay dạ, cảm ơn dạ, cảm ơn anh Quốc Thịnh. Cảm ơn rồi, cảm ơn tụi em nhiều nha.